Người phụ nữ này suốt buổi sáng 19 tháng 5 năm 2018 vẫn mỏi mắt nhìn về phía dòng sông Đồng Nai, đoạn thuộc phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Bà là cô ruột của nạn nhân Phạm Thị Ngọc Dung, 41 tuổi, là thuyền trưởng, người duy nhất còn mất tích sau vụ lật xà lan xảy ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 5. Ở ngoài sông, lực lượng cứu hộ vẫn đang miệt mài trục vớt xà lan, tàu đẩy và tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hai phao lớn đã được nhấn chìm xuống mạn xà lan để bơm cho chiếc xà lan nổi lên. Sau đó tàu kéo sẽ lật lại xà lan như vị trí ban đầu. Sau khi trục vớt chiếc xà lan, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục trục vớt chiếc tàu đẩy. Suốt đêm 18 tháng 5 năm 2018, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục quần thảo trên các tuyến sông và nhánh sông Đồng Nai để tìm kiếm bà Dung. Mới mấy hôm trước, cháu Phạm Văn Quốc Bảo, 10 tuổi, là con của nạn nhân Dung, mới thi học kỳ xong. Bà Huỳnh Thị Tuyết, là mẹ của bà Dung, dẫn cháu Bảo lên tàu chơi với mẹ. Không ngờ chỉ vài hôm, ba mẹ con bà cháu đã gặp phải thảm cảnh đau thương. Cháu thì nó thi xong rồi, thì Dung là mẹ của Bảo thì nhớ cháu rồi nhờ bà ngoại chở hai bà cháu xuống tàu để chơi, để ở với mẹ. Thì mới đi xuống có hai ba bữa thì gặp nạn. Ông Phạm Văn Hùng, 50 tuổi, là chồng của bà Dung, đã thoát nạn trong vụ lật xà lan, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện do bị gãy ba đốt sống lưng. Thi thể các nạn nhân gồm bà Huỳnh Thị Tuyết và cháu Phạm Văn Quốc Bảo hiện đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Riêng anh Phạm Chí Cường, 19 tuổi, con của ông Hùng, người đã thoát nạn, đang trong tình trạng sức khỏe bình thường.